Thưa quý khán giả và các đồng chí, với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng bào cả nước luôn tưởng nhớ tri ân những người con đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho nền độc lập tự do của đất nước. Đặc biệt là trong những ngày này, muôn triệu trái tim lại hướng về những người con đã anh dũng ngã xuống cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 45 năm. Và những đoàn xe chở các cựu chiến binh từ mọi miền đất nước lại hướng về các nghĩa trang liệt sĩ khu vực biên giới phía Bắc để tri ân tưởng nhớ những đồng đội năm xưa nay vẫn đang nằm lại nơi biên cương của Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tại nghĩa trang Cao Lộc, nơi an nghỉ của hơn 530 liệt sĩ, phần lớn hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, thăm đồng đội trong những ngày tháng 2 này, ký ức 45 năm trước vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí những cựu chiến binh sư đoàn 3 sao vàng ngày ấy. Dũng ơi! Khi trở lại nghĩa trang liệt sĩ của sư đoàn, tôi nhìn các cái dòng tấm bia và có những người lính của tôi, những người đồng đội của tôi vẫn còn đang nằm đây. Tôi thực sự rất xúc động, không cầm được nước mắt. Mong anh em, kính chúc anh em yên giấc nghìn thu, và đồng thời những cái kỷ niệm về anh em chúng tôi sẽ nhớ mãi, nhớ về lòng dũng cảm, lòng hy sinh hết mình vì Tổ quốc của các liệt sĩ. Đấy cũng sẽ là tấm gương để chúng tôi, những người còn sống, tiếp tục noi gương và tiếp tục cống hiến với cái sức lực còn lại của mình, với cuộc sống đời thường, với xã hội. Với tinh thần sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, hàng nghìn người con ưu tú, hầu hết đều ở độ tuổi thanh xuân, đã ngã xuống trên mảnh đất Hà Giang để giữ vững tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vẫn còn những liệt sĩ đang nằm lại ở đâu đó trên vùng đất biên giới này, mà hành trình đi tìm hài cốt các anh, các chú chưa có kết quả, vẫn luôn đau đáu trong lòng người ở lại. Xin chớ vô tình cùng bên nhau say trong hương. Bây giờ chiến trường đã trở lại màu xanh như cũ, nhưng đồng đội tôi còn làm lại trên đấy rất là nhiều. Tôi, bản thân tôi cũng như đồng đội của chúng tôi, những người lính đang tham gia chiến đấu sau khi trở về mặt trận Vị Xuyên, cũng mong rằng Tổ quốc, nhân dân và quân đội là và tất cả các đơn vị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm thân xác anh em của đồng đội chúng tôi là được đưa về cái nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên này. Sau chiến tranh, nhưng các anh vẫn đội ngũ thẳng hàng. Đồng đội, đồng bào, chiến sĩ đến thăm luôn nghiêng mình tri ân tưởng nhớ. Đài tưởng niệm trang nghiêm này, cũng như biết bao nhiêu đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đã được dựng xây trên khắp dải đất chữ S, gian lao mà anh dũng kiên cường. Và trong trái tim mỗi người con đất Việt luôn là sự thành kính, tri ân sâu sắc với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự vẹn toàn của đất mẹ Việt Nam.